chứng minh thư của chủ nhân thật sự của nó vẫn ở trong này. Cô có muốn mở ra để kiểm chứng không? Hai người là đồng bọn của nhau mà còn giả vờ là người qua đường à? Tôi vừa thấy hai người cùng nhau vào hàng đồ chơi cơ mà. Nếu như tôi không nhầm thì hai người vào đó để mua vật chính tả đúng không? Cô Lâu và chia sẻ để giúp các bạn nữ tránh xa nguy hiểm. Ánh mắt và hành vi của tên này rất đáng nghi, trang phục bất thường, cứ phồng lên như đang giấu thứ gì đó. Quả nhiên hắn ta đang tìm kiếm đối tượng để ra tay. Tên biến thái này! Có thể anh tình dập ở đây mấy ngày hôm nay rồi. Khoan đã, hắn đang chuẩn bị ra tay. Ngày nào mình cũng phán đoán sai thế này thì tốt quá. Khi lần này mình phân tích sai nhưng các bạn đừng quên follow mình nhé. Chào em, hay là huấn luyện viên tập gym ấy, thì phòng gym của anh hiện tại đang khuyến mãi, em đăng ký tham gia nhé. Chúc hỏi, cảm ơn. Chào em, sau đó bên anh là một chương trình khuyến mãi hấp dẫn đấy, khá tặng quà, em đăng ký tham gia nhé. Cái này gì nhá? Đây thì là du anh này. Các bạn nhìn cả cuộc mít không phải thông tin người thân vậy. À, bên anh có khuyến mãi khi mà em tham gia với bên anh ấy. Bên anh giảm giá thêm 20% để dưới cho anh ấy. Anh cảm ơn em. Rồi, đây là bảo của em ấy. Hello, kia là người nhà của Hoa đúng không ạ? Cô Hoa đang thấy lại của cô chưa ạ? Ôi, cái gì đây? Ôi, đứng lại!